Dạ, xin chào cả nhà nha. Hôm nay tiếp tục mấy anh em một với lại có mấy anh em dân ở Củ Chi để đi giao lưu cả nhà. Hôm nay mình đi có Út nữa. Chào cả nhà nha. Anh em đi bắt đi, hôm nay đi bắt dọc đông lắm cả nhà. Có mấy anh chị ở Củ Chi xuống nữa. Bên kia có nhóc chính. Đi hôm nay đông lắm, vô khu rừng này cá mấy người đến mấy người? 3 4 6 8 đúng 10 người luôn cả nhà. Rồi, bây giờ mình tiến hành vào khu rừng này thôi. Để kiếm là những con dọp dập rừng nha cả nhà. Dập rừng, dập thiên nhiên. Đây là rừng nước không? Mỗi người xách một cái thùng. Hôm nay là có thể là giác da nha. Mà giác người chứ không phải giác dọp. Thì có hai chị tử nữa cả nhà. Nhâm vô, nhớ vô. Thì đi bắt dọc quá đông vui luôn cả nhà. À, đi như hành quân vậy mà. Rồi cái nhà ấy. Từ lúc chỗ đậu vỏ tới đây thì nãy giờ đi một phát hiện một con nè, con bự lắm cả nhà. Đó, đây, một con dọp. Quên nữa, em mới bắt xong mày phải quên kêu anh vô em chỉ. Ủa sao đi lại toàn nhóc chân của nhóc không vậy nè? Không thấy đâu không à. Quá đông luôn cả nhà. Vô khu rừng này quá đông luôn. Bữa nay đi giao lưu cùng mấy anh em, mấy anh chị ở Tây Ninh qua. Nếu không lắc mà làm không được là tao sẽ sức chiêu á. Sức chiêu bằng cào á. Đây nè cả nhà. Bự nè. Đó, to đùng luôn. Bữa nay đi bắt đông vui lắm cả nhà. Ôi, nó lú hết giáo rồi nghe ơi. Hả? Lú lên giáo. Lú nguyên con giáo à? Ừ. Bốn con, bố ba con. Có gì đâu ghê. À, đang dập to đùng luôn á. Không có, đi khúc gặp con, ba con mà bỏ vô cái túi mà tuột quần luôn xuống rồi. Ừ. Trong đây lá gì lắm cả nhà, mình phải cào đây, đó, cào cái thứ. Hôm nay một cái này mình cào theo nha. Đó, anh em đi bắt đông lắm. Mỗi người ngồi gầm như này cả nhà, đó. Đây nha, đó, bươi ra. Lắm. Đó,
Này mình cho mình đem thêm bằng cao mới lợi nhóc chứ. Đây cả nhà, đó. Cái nhầm con thì nó lòi lên luôn, mình thấy con nhầm con thì nó cũng lòi. Cào gì mà không lõi nhóc, nó bắt gì là cụp cụp bánh luôn mà. Con này bé quá cả nhà, dọc đây thì nhiều thiệt nhưng mà nó không có được to. Con cào là trứng đó, nhầm con nó đúng luôn. Nhóc cái nghĩa đi quá, lọn loại thằng đó. Nửa thùng cho nhóc. Nhóc ơi, nhóc mày bắt rồi. Nửa thùng cho nhóc. Trời ơi, có những con lồi luôn cả nhà. Nhưng mà nó trốn ở dưới đây thì nhiều. Đó, đó. Trốn vậy nè cả nhà. Mình phải vào nó mới thấy nó thôi. Chú cực phải vào. Nhầm con thì nó sẽ lú lên luôn. Đây dọp thì nó nhỏ nhưng tuy nó nhỏ nhưng rất nhiều con cả nhà. Cứ chỗ cái chục con. Đây nè. Con nó sẽ lòi. Đây cả nhà. Một cào một cái quá trời luôn nè cả nhà. Nhưng mà không có lớn, nhỏ nhỏ không à. Ok nha. Một gom cho cả nhà coi. À trời luôn. Không có lớn, nó nhỏ không. Đó, quá trời luôn cả nhà. Chục con quá trời luôn. Không bắt được con nào ạ. Để có con này thôi, trọng trọng thôi. Lắp nó lại, để nó chết. Hả? Lâu lâu có một hai con gặp bự rồi. Cào cái già quá rồi này, nhỏ nhỏ luôn. Nhỏ nhiều. Bắt mớ vô về ăn thôi chứ. Ngày về mình luộc mình làm nước mắm ăn kiểu như nhiêu vậy cả nhà. Bây giờ vô ngay cục nhỏ và sau giờ cào ra là có nè, không có bự. Bắt mới về cho con ăn.
chung gặp bự thì bán không mà cả nhà. Gặp nhỏ gì cho. Rồi nó ăn. Cào ra là có nhưng mà gặp nhỏ cả nhà. Hả? Sao không? Nước ngập vừa rồi á. Cái này thì mình bắt được. Nhỏ quá. Đây còn cái này. Đúng vậy không? Nhìn mà nó coi, nó vô rồi. Nó được lớn nha. Đợt này mà lớn thôi hết nối luôn. Tại dập nhỏ thành ra mới nhiều hơi vậy. Chín bệnh á, chín bệnh á, nhưng giòn gì không cả nhà, đã thật đã, đã tay luôn. Nãy giờ mới bắt con kiếm đồng hồ cả nhà, cũng 5-6 ký, 6-7 ký vậy cả nhà, nhưng có cái không có chập bự thôi. Có dọp mà nó không có bự nghĩa ơi. Nó giòn giòn mà. Lá dữ quá. Rồi, bây giờ mà cũng đi lần lần gian rồi nha. Tại vì bữa nay đi sợ nó cạn vỏ. Bắt nãy giờ mới. Bây giờ mới tiếng mấy vậy cả nhà. Lên hồi 8 giờ, giờ mới 9 giờ mấy à. Không có tiếng mấy cả nhà. Khu này mà được dập bự thôi vô mánh luôn cả nhà, lúc tay luôn. Cái khu này dập nhỏ quá. Rồi cả nhà, bây giờ mấy anh em đồ đi ra giỏ đang chuẩn bị về. Nghĩa tập pin bơi. Uống nước này là nó mới
Rồi, tới giỏ rồi cả nhà. Ok. À, mát quá. Bơi mà sợ. Bơi tập bơi mà sợ vậy? Ừ, cái tay đưa đây nè. Đỡ giờ nè. Ờ, à, đúng rồi, đó, vậy đó. Đúng lên, ngay ngay nè. Đó, vậy đó. Ừ. Rồi, bơi. Bơi. Đó. Rồi, đi về tới nhà đi, một sẽ quay hình quả cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà ơi, sáng giờ hai cô cháu một với Út với lại mấy anh chị ở trên đình đình xuống đó cả nhà đi bắt dọc. Bây giờ Út với mấy anh chị về nhà rồi, còn giờ về bên ghe của Út rồi, còn giờ đây còn một với lại Nghĩa. Đây đây cô Nghĩa nè cả nhà, đây cô một nè đó. Đây cũng nói chung cũng được 6-7 kg cả nhà, nhưng mà hôm nay dọc bự thì ít, dọc bự nè cả nhà, còn dọc nhỏ nhỏ vô vô thì nhiều. Này, bự này ít chứ nghe ha, nó rụng bự con hay là luôn bự nhỏ luôn, bự nhỏ luôn qua bán nổi. Đây hôm nay một được như đây nè cả nhà, cô Nghĩa đây chỉ còn có hai con cháu thôi. Là clip của một cái tạm dừng nha cả nhà, cả nhà nhớ xem cho một like và một lượt đăng ký để ủng hộ một có tinh thần làm nhiều video hơn nữa nghe cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà. Ừ. Lỡ dập bự nhỏ nha.